Với tình hình thời tiết đang nắng nóng như hiện nay thì bên chỗ Qua Huế mình sẽ giới thiệu đến mọi người đó chính là loại trà quảng thọ giúp thanh lọc cơ thể và giải khát qua mùa hè này. Trà quảng thọ được xem là một loại trà rất phù hợp với mùa hè này. Trà làm nguyên chất từ rau má 100%. Mọi người có thể mua nguyên hộp này về để chế uống dần trong mùa hè này. Một hộp này có giá là 30k. Còn đây là trà rau má quảng thọ dạng túi. Ở trong một hộp này là có 30 túi dạng túi lọc. Rất phù hợp cho những người mà không có thời gian để phá ca. Cạnh đó, trà rau má quảng thọ còn có thêm dạng bột. Bên cạnh bột rau má thì có thêm bột mạch cha. Rất dễ uống. Một túi như này có giá là 50k. Nếu mọi người yêu thích sản phẩm này thì cứ liên hệ với mình với số điện thoại là 0967001006 hoặc fanpage Qua Huế online chấm tư vấn cho mọi người.